Cũng mày đéo được. Thật là có tháo được cái cánh cửa kia được không? Cái gì? Cánh cửa nhằm phòng máy. Đi đi thôi anh em, rút quân thôi. Ba lô này, máy hàn, máy hiếc ở trong này hết này. Lần này chưa đi quân mà ta đi trước thì mày lại mày lăn chạy đâu kịp. Vặt mẹ đi. Vẻ người đấy. Khiêm, em làm xuống này cũng được. Xuống. Đéo được. Tiền đó, làm. Thế sao không đặt cái này lên luôn mà vác? Ôi đỉnh mẹ đéo được. Được đấy. Được của nó đấy. Ném chuẩn đấy nhờ. Ném chuẩn quá anh em ạ. Xuống luôn dưới chân rồi. Cáp này là cáp lên trạm mới anh em nhé. Để cái này cho bên này, xong rồi tí nữa cho cái kia vào bên này đẹp hơn nhỉ. Anh cho bên này đi. Nó rộng hơn. Thì nó phải lại đo lại thằng kia. Đúng không? Là hợp lý chuẩn đấy. Là đúng. Đúng bài hả? Đúng bài là như thế. Cái khay này nó dài hơn so với ông Nung đúng không? Ừ. Khay này á, bây giờ nếu mà muốn cho nó nói là phải đây. Nó có cái để buộc mà không, bên cho nó kít rồi vào đây nhưng mà để khó quá. Đây đây anh ăn bên này. Thôi dính vào dính đi. Đây đấy anh làm với em. Chuyên nghiệp vào được của nó đấy. Ok chưa? Đeo thẹn kìa. Hả? Nó gọi kìa. Cái gì đấy? Anh lấy điện à? À đây, anh vừa cắt ra, rút ra. Nó có cái có một cái nắp khay mà. Đâu có. Đây nó đây hết này. Ừ. Ảo nhỉ. Dính. Được kìa. Rồi đây. Giờ tay gần đấu điện. Đấu gì? Nguyễn đi đấu đi. Vương chỗ này. Vương nào? Chỗ này. Đây lên thôi. Trèo lên thôi.
đi. Này đứng bắt ướm vào này. Ướm gì? Cầm cầm cái đoạn đầu này. Đây nhá. Cầm như này. Cầm đéo gì. Cho vào là sao? Nắng thôi. Đấy cắt đấy rồi vào tí nữa cắt dài dài ra tí nữa vào xong rồi thừa bao nhiêu cắt. Rẻ người. Cắt qua đây, nữa đi cắt xuống tí nữa đi, có sợ xuống tủ nó thiếu. Tí nữa vào thừa bao nhiêu cắt bao nhiêu thừa kéo ra đây làm vậy như này cũng được mà. Quấn vào đây. Chuẩn rồi. Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Này. Đi, thả ra, thả. Từ từ. Xong chuyển điểm xuống, mà bán luôn. Anh muốn thả này á? Không. Đây. Không. Nét như tranh. Được của nó đấy. Này chắc quá. Thịt bên này đi anh. Để cụ máy cắt mà cắt. Đấy, khổng thế, rốt thế, đo nhìn thế này. Đấy, nó đang đây đúng không? Vòng phát như này cái là cắt thôi. Hiểu chưa? Đấy. Đúng không? Ừ. Đo lại nhá. Tay yếu quá. Lên mới cắt mà cắt. Bây giờ ra đông kéo mới cắt rồi, cắt. Xong chưa? Đây này, thế là nó kéo phải nó phải ở hướng bên này anh không ạ? Nó hướng bên này nhá. Ừ, đây. Đúng chưa? Chuẩn chưa? Đi với anh rồi, hôn ra. Ngu như thằng Thiện này. Dỡ. Dỡ cho lên được giám đốc. Ăn tỏ hó. Bên này thì anh em cũng cắm liên tục giường. Rút từng sợi cho. Cam. Ôi rút làm gì? Ảnh đỡ lần thế này. Không. Hầm. Đây là lục à? Không, đấy không phải lục. Gần lục rồi. Dương cam lục nâu. Xám. Trắng. Tôi vừa nhìn thấy họ có phản xạ cũng lơ không? Không. Đỏ. Đen. Ngoài nước thế này. Vàng. Tím. Hồng. Lơ. Qua đây. Bạn trẻ. Alo. Alo. Đo từ OF này đến cái trạm kia liệu có đo được phản xạ của module nhỉ? Có chứ. Nguyễn thì đo phản xạ module nhỉ không? Có thể để xem đến module nhỉ? 3,5 cây. Nó là 3 cây gần 3,6. Thì 3579 là gì? Chụp ảnh em xem nào. 3579. Nó có vòng lên xong nó cụp xuống không? Đây. Có ảnh thằng Nguyễn nó vừa chụp. Gửi nhóm đặc công nhá. Nếu mà sợi 12 thì nó sẽ có vòng lên cụp xuống đấy. Ui kéo ấy. Mờ thế. Nguyễn chụp mờ vãi. Mấy ảnh mà. Đấy nhìn thấy chưa? Được rồi đấy, được rồi đấy. Tới nơi rồi đấy. Tới nơi rồi à? Ok. Đây là 2 sợi đấy à? 2 sợi đây. 2 sợi giống nhau mà. Đây là 1 sợi. Còn nó sợi kia đây cái gì nữa?
Đâu mà sợi kia nó cũng vậy mà. Thế à? Ừ. Nhưng là sợi 1 nó lại si hao mất tí. Mất 1 dB. Mất 1 dB, nhưng là 3 cây rưỡi này 1 dB con vấn đề đéo này nhỉ. Không vấn đề. Tới rồi đấy. Ừ. Ok. Ok. Trên đây. Thôi thôi thôi. Vừa. Đấy, tốt 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 tốt. Mày vào đây nhé. Ừ. Mày vào đây. Đâu xem nào, bình tĩnh. Lúc nãy anh đau bên kia rồi. Ừ. Cho nó vòng nữa. Đấy. Cắt. Bên này. Kim. Ông nung đi thầy. Ăn với làm ông nung thôi. Dương cam. Đến lượt lục. Đây em quấn lấy 2-3 vòng ở trong tay, ngón tay này. Tách sợi. Chưa có chén nào bây giờ run tay lắm. Một sợi, hai sợi, ba sợi, bốn sợi, năm sợi, sáu sợi, anh em lại hàn như lúc nãy, hàn liên tục từ 1 đến 12. Sợi dương. Bên nào đấy? Bên anh. Bên này à? Ừ. Xong chưa? Đã xong. Mẹ ngay cả năng ăn mẹ lá tre như này. Cứ kiểu trên này nó ốc này, không ốc bắt mình ăn rồi. Ừ. Bị gì đấy? Chuẩn bị. Góc cắt lớn. Không phải không ấy. 26 2.6. Vẫn này chưa? Dương. Cam. Alo. Alo. Alo.
Alo. Alo. À, nó báo kiếm một cái trao của cái wifi nó đã ốp có đến rồi nhờ. Nhà mê nói chờ. Xin, xin hợp đồng đó chị anh. Đấy. Xin hợp đồng anh đăng ký đó chị chờ. Bùi Văn Thủy á. Bùi Văn Thủy à. Ở mê mỡ thầy bao cá thì cục gì rồi hết thì nhắm nhảy anh nhắm nhúng kìa. À, có điện à? À, cái đang ở là bớt đây vậy. Có cái công tắc đăng khâu anh chưa bấm nữa. Dạ. Có cái công tắc đăng khâu wifi anh chưa bấm nữa nào. Có lên nhá. Đăng khâu wifi cái cục đó nhá. Mừng đăng khâu wifi nó có một cái phím bấm nguồn á, anh chưa bấm không thì nó có lên nhá. À, đối khá thì chơi nguồn bao má phải ăn vậy. Ờ cái có nó có cái cục nó có cái công tắc đăng khâu anh ạ. Băng bấm. Vâng. À đây. Anh bấm là bao? Bấm thì lên nhá, mình nhảy nó rồi. Ờ, anh nó lên một bóng, em là mình nó lên. Nó à, anh bấm vào một cái là nó lên một đen đầu tiên là chuẩn bị có đó. À. Phải bấm cái này thì lên nhá, nhảy sau này quyền. Anh phải bấm nó mang cái tách mà cái kia. Dạ. Anh phải bấm bao là nó sụt bao cái kia. Cắt vâng. Đây đây rồi rồi chuẩn bị án đây nha. Đợi nó mông thôi. Rồi rồi. Vâng. Vâng vâng. Mông về bán nào. Quay em kia, quay ngược lại. Anh chưa đến làng cuối. Đỡ đau đầu. Chọn tình nghe canh hát trao duyên. Anh chưa đến dòng sông cầu. Ngàn đời vui sóng nước lê thơ. Ê sợi sợi sáu. Nhanh cho bọn tụi con nó làm. Không buồn nó qua cùng thằng này em gì em dễ em để bên trên mà buồn qua thằng này em để bên trên mà vừa nãy đỡ thành dốc đấy thấy chưa tôi nghĩ đặt tay thôi nhưng vừa nãy là phải giúp thấy chưa dạ tôi quan đi bình bắn pháo hoa mà bắn cái gì lễ hội đấy lễ hội ánh sáng lễ hội Trường Yên lễ hội Vô Dinh Vô Lê đây à. Cái bút
trong đấy mà. Này em vừa thấy ở đây. Không bút này không phải. Hai, bốn, năm, năm thanh niên, năm anh em trên một chiếc, bốn thằng đi tù năm, có thằng cò Đức ở dưới kia nữa chứ, lấy tính tiền gì? Chuyển thôi em mình ơi. Bên này đúng không? Đã làm đâu đâu, đun vào vẫn đâu ấy mà. Có máy cắt nó gì, bập bập đấy. Làm đầu đấy trước cái rốt ấy. Vào từ từ đã, làm đầu đấy đã. Bảo nó ngắt điện cũ đi, làm đầu đây, nó bắt đầu nó bắn dưới đi. Bắn gì? Nó đấu vào điện mới này. Anh chưa đến làng quan họ, chọn tình nghe canh hát trao duyên. Được của nó đấy. Cái hai cái dây cam này, đường này đi đường nào? Cái nào? Chui vào đấy, đường nghiên cứu. Đường đi nghiên cứu liên tục ấy. Đường chui. Đường ăn ăn gà với lại ăn măng ấy nhỉ. Tô đây à? Chui. Chui như chú chó ấy. Mẹ à, xay rượu mẹ vác lên xong đi xuống luôn. Xay đi trẻ. Nhớ mang dây lên để buộc đây. Điều hòa đi lăn xuống thôi. Cái cục kia mình vứt mẹ xuống lại. Điền à, vợ ơn cho ấy. Cái cục kia mà buộc dây này vào xong đấy. Chặt cành đấy. 10 tháng 3 gọi làm gì nhỉ? Alo. Nguyễn ơi. Vâng. Ai phụ trách ở đằng dưới ấy này nhỉ? Ở đâu anh? Ở nhà này, ở sau sông cối này. Em? Ấy, thế sao mà cái wifi, cái đèn lông là nó cứ nháy đỏ rồi. Thế anh, vâng, chờ chờ em tí này xem. Ở đâu rồi thằng ơi? Vâng, vâng. Đứt ở đâu rồi, mày xem đi. Đứt đâu rồi, cả làng này sao ấy cơ? Cả làng bị đứt rồi anh. Nghi lắm, thế thôi, bởi vì bắt cái nhà bên cạnh cũng không bắt được. À, vâng, vâng, tí em kiểm tra xem. Nhá. Rất cả làng rồi. Gọi trưởng. Gọi trưởng với rượu. Qua đây. Của em. Làm đất. Thế không? Gì? Chiều cao. Tháo cái gì? Tháo điện. Mà ngắt điện chưa? Mười tháng 3 dỗ tụ ủng vướng lại đứt cáp nữa thì quá nhục. Đẹp cái mặt. Vừa hôm qua làm cái lễ tạ ơn rồi mà làm hai con lô 10 điểm mà xịt. Các cụ phù hộ như thế đấy. Chán. Tưởng ấy hôm qua ra thể thống có phải nó rực rỡ không. Đây sợi cuối anh em ạ. Đây sợi cuối cùng. Fit. Ui giời. Cuối thời hạn
sợ nhớ nhảy ra đây. Bên kia là 21-16 à? Ma kìa. Ôi 21-26 nhá. Tao tìm hiểu rồi. Chưa, đang check. Từ 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 từ. Ô thì mình nó chui vào đây. Móc 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 cái gai. Than đi thôi. Ui địt mệt nóng ấy. Ui địt mẹ ợp lái hết thật. Được rồi. Ngoài trường rượu hòa tôi. Các chú đi làm anh đang nghỉ. Được, được, được rồi. Vào lạc lương ăn trưa. May có một nhà đang mời cho nên là nó không báo. Alo. Nhá anh nhất lòng lương tiền à? Nó lên có bóng ở đâu? Có bóng à? Rồi rồi rồi, khi nào báo anh? Rồi. Em đứt. Đứt rồi. Sau một tiếng đồng hồ thì đã hàn xong 24 sợi anh ạ. Khi đi thì không có gì, khi về thì được một đống đồ. Bây giờ là anh em xuống núi. Được của nó đấy. Ơ, thế gãy luôn, biết ngay mà cái gãy cây đấy làm sao mà được. Chặt cây ấy to vào. Cây keo á. Mẹ, sợ gãy keo người ta. Khoác túi đi. Từ từ. Mà không khoác túi à? Tí. Bớt đống dây này đi được sao ra đây. Quấn lại cái dây điện thừa nó cột. Không tí ta lại phải làm ấy, mới chụp ảnh được. Dây điện thừa này á? Dây này thu hồi thôi đúng không?
sao không thu cái này mà đi bằng bán. Buộc cái này anh. Qua làm cốc bia mà hôm nay phải đi làm à, há mồm mắc quài. Bây giờ 1 giờ kém rồi, 13 giờ chiều. Mùa tính hết rồi. Mẹ nước có đi có trong mùa kìa. Ôi trời ơi. Con cậu khá phết đấy. Được của nó đấy. Cậu đéo đi học thì mẹ ở bên xa đi. Hai năm nữa lại thay đổi. Không có cung cấp điện được. Thấy chưa? Thằng đéo là chạm mới chỗ kia nhỉ? Đúng không? Làm gì phải? Cột điện chứ. Điện là chạm. Bột lên. Nhìn bột ra, mày bột theo tay. Chặt bớt đi nhỉ? Thôi, đợi càng đi dài càng dễ. Xuyên qua đây đi. Ui, địt mẹ mới vác cái cây này đủ chết rồi. Ăn được bữa bia nuốt không trôi. Báo ốm thì đéo được. Thật là. Cái cánh cửa kia nữa. Cái gì? Cánh cửa nhằm phòng máy. Máy nổ. Sao bán việc cái gì? Đi mất. Đi. Thôi, anh em rút quân thôi. Ba lô này. Máy hàn, máy hước ở trong này hết này. Trước thì mày lại lăn chạy đâu kịp. Vặt mẹ đi. Vẻ người. Khiêng làm xuống này cũng được.
đéo được. Thế sao không đặt cái này lên luôn mà bác? Ủa đỉnh mẹ đéo được. Được đấy. Được của nó đấy. Ném chuẩn đấy nhờ. Ném chuẩn quá anh em ạ. Xuống luôn dưới chân rồi. Xuống luôn dưới chân rồi sao ấy. Đấy, bây giờ 13 giờ kém 15. Mày chỗ này nó dốc rồi nhỉ. Ném phát xuống luôn. Ôi xuống đẹp thế nhở. Cách đấy ở độ tầm 50 mét đấy anh ạ. Hơn 50 mét nữa. Mình sẽ đi thẳng xuống cái đường này. Nó dễ. Ui, thôi, hỏng rồi. Chết trượt xuống anh em ạ. Em mình ném một cái xuống đây. Biết đâu rồi. Đây, mình ném xuống dưới tít dưới này. Như kiểu đi xe đạp địa hình nhá nhọ. Thấy được không?
nguyên vẹn luôn anh em ạ. Ôi vạc rồi. Chỗ này chắc đéo lăn được. Chưa thấy anh em Kiêng chưa thấy anh em Kiêng xuống ở đâu. Điều hòa. Lăn xuống luôn. Đi thẳng xuống dưới này luôn này. Đi 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 thẳng xuống dưới này được mà. Tháo sao được. Mạch nhà máy nổ này nó bỏ rồi nhá. Ơi, run hết cả chân cả tay à. Khóa rồi. Khóa rồi. Khóa rồi anh Thông ạ. Anh em thấy nó không phải đơn giản, làm nhà trạm không phải đơn giản. Tốn sức. Ví dụ như cái này cho xuống là còn dễ nhá. Bây giờ mà bay lên thì, đi lên thì nó hơi vất vả đấy. Làm tí ấy.
take off. Home point updated. Kiêng được đấy. Ông Thiện đi lên chưa? Chưa thấy anh Thiện nhỉ? Gió đấy nhở, nghỉ hai chặng cơ. Ba chặng đi, nó cuồng chân đi thì kìa. Tí đến rồi văng. Chưa thấy thầy Thiện quay về. Mẹ nó bảo lên 44 bốc nữa, nhìn cả mẹ. Chó về người. Nó lăn đến đâu rồi Nguyễn? Hả? Nó lăn đến đâu rồi? Nó đến đây luôn. Đến đây luôn hả? Ờ. Đâu? Chẹt nó chưa? Đây đây đây. Đi kìa. Cho xuống cho chim đi. Xuống đánh nhau với chim à? Nó sợ rồi. Quay chim.
được của nó đấy nhờ. Rẻ người. Thôi xuống đi nhờ. Mấy triệu? Chục triệu. Được không? Sao có lại gam mấy triệu? Nó bay vào núi mất mẹ. Nó tạm ứng à? Có một nó tự bay về. Hôm trước hôm tên nhỉ. Hôm anh xóm này mua phải lại cam 1 triệu. Bay được đúng bao nhiêu phút bay mẹ vào núi mất. Bọn trẻ con đi tìm rồi. Hay quá à? Chả biết. Thế bay đi vào là trong tự nhiên là nó rơi phát là mất luôn. Thế pin à? May em chả biết. May là còn may được mấy phút. Thế quái nào mà em nó rơi cái kính kính của lồng điều hòa ấy. Với lại cái thanh sắt ở ngoài.